ចឹងពេលនោះរបស់ឲ្យប្រពន្ធមានដល់គាត់ថាចូលហូបរួមជាមួយគ្នាព្រោះថាដល់ក្នុងអតីតកាលចឹងមិនពួកខ្ញុំគឺហូបមិនឯងម្នាក់ឯងចឹងពេលនោះរបស់ឲ្យប្រពន្ធមានដល់គាត់ថាចូលហូបរួមជាមួយគ្នាព្រោះថាដល់ក្នុងអតីតកាលចឹងមិនពួកខ្ញុំគឺហូបមិនឯងម្នាក់ឯងចឹងពេលនោះរបស់ឲ្យប្រពន្ធមានដល់គាត់ថាចូលហូបរួមជាមួយគ្នាព្រោះថាដល់ក្នុងអតីតកាលចឹងមិនពួកខ្ញុំគឺហូបមិនឯងម្នាក់ឯងចឹងពេលនោះរបស់
đôi môn tự đá con đôi tay cro tự đá con tay con hôn chạy đôi sao ấy lời bên là con hôn thì con hôn chỉ mùi cái niềm chẳng nên dưỡng và hai chữ cro nên là cro và rung tóc chỉ mùi cái niềm và lúc mà hôn đến nông trang chỉ mùi cái niềm dưỡng và hai chữ cười thả bê khá mà hôn tay mà chán nhưng ai không bay môn nè hay dưỡng nơi kè như bê khá mà hôn bê chán thì hôn tầm lại ấy ở trong sản chẳng nên cứ văn cả tiếp đi chùm ráo này cả rum-rum sang tình nghĩa đại ca lang xuống bay ta đến khấn nông xa hạc công đó tôi đến khấn nông chùm nuôn mà nốt đại tích tôi đại trẻ lệ công tha lai ca rum-rum đại miên lệ cả nát không thể công tha lai ca rum-rum đại miên lệ cả nát không thể chân nên cứ chỉ phong để giác các ba đại kêu mình sẽ bài lưới bỏ sai để làm thế cứ dừng đấng hay kêu mình cho tới đó và thiên tập bọt xong khăn mọi dưỡng cứ xa đại ca rum-rum sang tình nghĩa dân khuyên tha sát sát Islam cứ chia sát sát tại mùi nâng sát sát là bỏ một lúc bê là chắc phòng nào tập bộ là lực hành đấy cứ ở quốc viên A rằng trên Islam nên phổ quát tại tâm nên cứ chia sát sát tại mùi và Allah sallallahu alaihi wa sallam bảo chạy rạp cả ta sát sát như vậy Allah bảo thảo và in là hơ thì đi ông mà chú cung ông mà thầu quả như vậy nên thì khá bất bất umat của Pak Muda ini, nah korok Pak Muda ini kecil korok panjang jadi kecil korka sekarang mu yang kena usaha Pak Muda Cahaya yang kena Quran menung tanti Adam roho batai kiamat jadi kena tanti kena umat menung roho batai tadi ini antarai Israfil korka ruh hakuknya kecil korsa panjang ini kena usaha di dunia nah menung dan akar cempe epok dan makai panjang ini kucing kucing nyuruh sepukkan dengan Islam dan ayah kuah kukuh miin orang